Thưa quý vị, chiều ngày 13 tháng 10, lãnh đạo trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp thuộc phòng cảnh sát giao thông công an Đà Nẵng cho biết đã phong tỏa cấm qua đèo Hải Vân do sạt lở. Cùng với việc cấm xe lên đèo Hải Vân phía Đà Nẵng, các đơn vị chức năng cũng thông báo cho lực lượng phía bên kia đèo thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế cử lực lượng chức năng chốt chặn để đảm bảo an toàn cho người dân. Ước tính đã có hàng trăm khối đất đá tràn xuống đường đèo. Đây cũng là điểm sạt lở cũ do mưa lớn đúng ngày 14 tháng 10 năm ngoái. Hiện tại, đơn vị đã huy động máy múc, máy ủi, nhân lực để khi ngớt mưa sẽ dọn dẹp mặt bằng để sớm thông tuyến. Chính quyền cũng đã thông báo cho một số hộ dân kinh doanh trên đỉnh đèo tìm phương án an toàn để trú tránh trong điều kiện mưa lớn. Trong khi chặn đường đèo Hải Vân, phương án phân luồng giao thông Bắc Nam tại đây tổ chức như sau. Từ Huế đi Đà Nẵng, các phương tiện ô tô lưu thông trên tuyến quốc lộ 1 qua hầm Hải Vân 1 hoặc hầm Mũi Trâu, trừ các loại xe không được phép qua hầm. Hướng Đà Nẵng, Huế, các phương tiện ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ, đường Tạo Quang Bửu qua hầm Hải Vân 2 hoặc hầm Mũi Trâu, trừ các loại xe không được phép qua hầm.